Có kết quả trúng tuyển đội công nghệ rồi sao? Không biết mình có đậu không nhỉ? Ừ, được vào nè trời, đã quá ta. Ủa, mà khoa tiên cá nhất ngại heo hả? Mà kiểu này làm nhảy mập quá, đừng có nhảy nữa. Trời ơi, tôi nói cái thằng này lên nhảy chắc mắc cười lắm. Để xem, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Và sau đây là màn trình diễn của Liên Chi Đồng Hoa Y. We'll be right back.